Hello và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video mới của mình. Thì cũng lâu rồi mình chưa có chơi lại cái Pixelmon này, Pixelmon siêu cấp. Hôm nay thì mình đã gặp một con Darkrai nữ tính. Ok, cái góc view này nó hơi bậy nha, nó nhìn lên, ý từ bậy, sai. Này YouTube gọi đầu em chết chị ơi, bình tĩnh. Đây, chúng ta sẽ lên, chúng ta đứng trên nhìn xuống. Đó, nhìn về nó mới lịch sự. Còn cái vụ nhìn dưới nhìn lên là để tối về nhìn sau. Ok. Rồi, ok, 51% máu chắc là ổn á. Bây giờ tôi sẽ quăng bone. Ultra bone. Mày nó thoát một phát ra luôn à. Chưa kịp lăn cái gì hết. Ultra bone tiếp. Hồi, một lắc. Fuck. Con này là gì vậy? Lắc nè. Ba lắc nè. Ui. Hồi xong anh Salamence đã hy sinh. Một người đã nằm xuống. Ôi, Darkrai Baby đấu với Darkrai nữ tính, hợp lý. Ôi, Darkrai Baby. Bây giờ kế hoạch là tôi sẽ kêu Darkrai Baby của tôi qua đời bú con kia. Hả, này con kia nó sẽ bắt tập trung và tôi sẽ quăng bô cho người nó. Hợp lý không? Quá hợp lý. Hai lắc nè. Ba lắc nè. Ui, fuck, tí thì được. Đời bú đi. Darkrai Baby. Darkrai em bé, đời bú đi. Anh ơi. À không chị ơi. Nằm xuống giùm em chị ơi. Rồi xong, ra chôm sắp đi rồi. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Khoan, ra chôm đừng đi vội. Hãy ở lại với tao. Ơi, đừng đi. Hồi sau hết tôi nghĩ là con Bonita này nó cute thì nó có thể làm yếu lòng con kia. Thấy không, mặt nó cute vậy mà, rồi xong. Mặt nó cute vậy mà chắc là được á, không sao, xong. Cứ bình tĩnh. Đây bây giờ, nãy nó quay mặt cho chỗ tôi, bây giờ nó quay mặt cho chỗ này rồi nè. Rồi xong, Sidai. Thấy mẹ, nó quất luôn Bonita. Mubray thì sao? Mubray nó bé bé xinh xinh hơn nè. Chắc là được á, được cái L. Lần này chắc chắn sẽ được à. Rồi xong, thôi. Trước tiên nhưng mà có lẽ số phận chỉ đưa chúng ta đến đây thôi. Chết mẹ mày đi. Ơi, tôi vừa mới AFK xong rồi có hai con Vivizon xuất hiện ở đây luôn. Nhưng mà không có con nào có form hết, toàn mấy con bình thường không à. Đây nè. Bây giờ tôi sẽ đi lập mấy cái Pokéchat này để tôi nhặt cái Expect All nè. Winbot hoài nó không ra cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi nhặt. Ủa trên đây có Master Chat. Master Chat, Master Chat. Where are you? Fuck. Tao đủ lỗ mẹ đi. Đây. Được. Ủa, nhận rồi. Giờ fuck. Vậy chắc tôi phải qua cái vùng đất mới thôi. Ultra Chat. Chúng ta được một cái Protector. Ok, Protector này thì sau này chúng ta có thể dùng để tiến hóa cái con Rehydon ấy. Rồi Hedon nó sẽ tiến hóa khi mà nó đeo cái Protector này rồi xong nó được trao đổi thì nó sẽ tiến hóa thành một cái con gì đó tôi đéo nhớ tên. Tên con nó lằng ngoằng lắm anh em. Ở bên này còn rất là nhiều, còn à không, cũng không nhiều lắm, 4 cái thôi. Hy vọng là sẽ có một cái Master Chat ở bên này. Đây. Ui, là Master Chat nào. Rồi đây. Anh bạn à, hãy cho tôi một cái Expect Out. Còn mẹ anh. Fuck you. Ờ đúng rồi, nó trên cây. Trên cây thì chỉ có một cái chết thôi. Kìa. À Ulka chết hả? Hello, chào cậu. Một cái Marco Bray. Cái này dùng để làm gì? Một vật phẩm được giữ bởi Pokemon. Cái nẹp cứng và nặng này sẽ giúp Pokemon phát triển mạnh mẽ nhưng lại cắt giảm tốc độ. Phát triển mạnh mẽ là sao ta? Nhưng mà tôi đều biết. Nhưng mà cứng và nặng là nghe vui vui rồi á. Hơn là nó cứng và nặng chứ nó không phải cứng và dài. Nó mà cứng và dài là thấy mẹ. Ô, oh, một con gì đây? Indeedee. Fuck. Đọc tiếng Anh như là. Ở bên này thì sao? Bên này là một cái khác. Fuck the man. Hồi nãy tôi làm cái này ở trong Master Chat nè. Cái này làm trong Poké Chat nè. Đậu xanh. Mấy anh ơi, em có bú thuốc đâu mấy anh cho em nhiều thuốc thế. Bình thường mấy công trình này nó cứ phế cái gì đó. Ông làm mod này tự nhiên ông lắp cái mod mà nó cái gì? Cái ông làm cái mod back này tự nhiên ông lắp thêm cái mod cho mấy công trình vô nó phế vật chết mẹ. Dưới này thì sao? Ở dưới đây chúng ta có một cái nhà ở đây. Một cái cây có Master Chat và trong Master Chat chúng ta có Silver Bottle Cap. Fuck you. Bên này là một cái Poké Chat khác. Cái Poké Chat này Enigma Du Pháo đài. Ôi một con Shiny Golbat kìa. À điều, nhìn mấy cái pháo đài này tôi hoài niệm quá anh em. Nhớ lại những phiên bản cũ á.
ngày xưa chỉ có phim mấy phim bản cũ người ta mới xây cái pháo đài kiểu này thôi. Nhìn hoài niệm quá, nhớ quá. Quay tay cái coi. Rồi thôi bỏ đi. Một cái pokeball ngon. Năm cái pokeball. Cái ui, một cái ba lô, một cái magnet, một cái 500. 500 này sẽ tăng sức mạnh của Pokemon hệ điện. Ok. Rồi, ngon. Quanh khu này thì nó không có Pokéjet. À kia có. Nó hơi thưa à, trên núi thì nó hơi ít à. Núi tao thấy trong rừng nó nhiều hơn. Một ui, Master Chết nó mọc khúc này. Bắn rồi trời ơi, bắn rồi. Ôi, quên phong bắn thiệt rồi. Quê gì mới bắn thiệt. Ui, tôi mới làm gì? Oh yeah. Này chúng ta là có mắt à, chúng ta là có expect out. Rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ lượm hai thằng này nữa là xong quê. Anh thù. Ông mà tôi mất lâu lâu tự nhiên tôi có bay bay cái gì thì là lạ ta. Tôi không biết cái đó là cái gì nha. Nó cái hiệu ứng gì á. Bây giờ là tôi có thể train level cho cả ra cả 6 con cùng một lúc luôn. Này, nó sẽ giống như này. Đúng một cái rồi xong là này. Mubray tăng kinh nghiệm, Bonita tăng kinh nghiệm, Bonita lên level. Mubray cũng lên level. Nó có expect out vào cái khác hẳn liền. Từ từ. Tôi còn kiếm con gì mà level cao cao ấy, quấn cho nó sướng. Nhưng mà hình như quanh đây đéo có con nào hết. Không này nè. Ô cái chết, ui ra cái đi, ngon. Cắn kẹo hít kê. Ê, ai đây? Ô khu một thân quen, xin chết level 12, không, bỏ đi. À đây. Một khu mạng thân quen các. Ê, lâu ngày không gặp, rất đi cây ơi, cho bóp vú cái coi. Level 32, ok. Rồi đây có một cái hồ lava. Ồ tại sao gần biển lại có cái hồ lava? Mẹ hư cấu nha. Gọi là. À như vậy là bây giờ tôi có thể lắp cứng cho hết mấy con này. Bây giờ khi mà đã có expect out rồi thì tôi có thể tháo cái này ra, tôi lắp trứng vô. Đó là nó sẽ lên level rất là nhanh. Ủa tại sao con rùa đeo trứng là mẹ gì, nó level 100 rồi mà. Mắt tào lao thiệt. Ui lăng mộ. Ủa tầng hầm của nhà thằng cha là chắc dưới có loli á. Ui fuck. Mất hồn mày. Mất dạy. Ui boss Alakazam. Anh ơi. Bà mẹ nó bắn hai bị hai mũi tên cắm dưới đít mà cuối cùng được có hai ổ bánh mì. Nghĩ mẹ. Đây chúng ta có một anh bạn Alakazam đây. Boss Mega luôn mới chiến á. Ok tôi sẽ còn phải set up đội hình chút. À coi nó chết rồi. Ngon. Rồi được một Lunalium Z. Ngon. Ok tôi sẽ nhét lại đội hình mình vô đây. Nó có vẻ như là một mình con Ligatina là xử lý được hết. Ô biết gây. Anh bạn à. Đứng con mẹ mày. Đứng im lại. Chim vàng. À bắt được rồi. Ngon. Ok. Quăng quả bôn vô một cái được luôn. Chúng ta có một con chim vàng mà tại sao chúng ta không train. Chim bằng vàng đấy anh em ạ. Chim bằng vàng. Nó không có gì khác biệt đâu. Nó chỉ có màu vàng thôi. Tôi định nói là nó cứng hơn và nó dài hơn. Nhưng mà nó nói vậy nó nguy hiểm lắm. Cho nên thôi bỏ đi. Dưới đây có một cái Master Chết à? À không. Không, đây là một cái mất. Đây là một cái Ultra Ball biến núp lùm cây thôi. Chào người nơi ấy. Ôi người ở xa quá kia. Làm sao mà với tới. Chắc tôi phải bay lên chạm vào người Ú Lassian. Lassian. Em ơi lâu đài tình ái đó. Ô Lassian này bình thường. Nếu Lassian mà bình thường. Cút mẹ đi. Đây chúng ta lại có bao nhiêu con tiến hóa. Hai con tiến hóa. Ồ từ. Đáng nghĩa là con biết gây nha. Đây con chim biết gây của tôi. Con chim dưới quần của tôi nè anh em. Con chim dưới quần nè. Đó biết gây dưới quần tôi nè. Hay à. Rồi ok. Rồi. Bay lên trên bầu trời. Nào mình cùng bay lên. Trên cuộc đời nào mình cùng bay lên. Ồ đây là mắt. Ồ làng. Ồ khoan. Cái làng này quen. Và mẹ cho bản đồ kìa. Má chỗ này mình đi qua rồi. Sao cứ đi vòng lại chỗ cũ rồi ta. Khúc này. Trên đây liệu có ai trên đây không? Có phải là chị Hằng Nga? Không, chị Hằng Nga ở dưới cung trăng. Chị Hằng Nga ở trên cung trăng. Oh shit.
Ok, tôi được một quyển sách Blue Dawn. Dawn hình như là hoàng hôn à, hoàng hôn xanh. I will sneak between the shoulder đó, thế này như là bài thơ. Tôi sẽ lẫn vào giữa những người lính. Gì đây? Chúa tể vũ khí. Gì đây? Bắt một cái nhà nhà phát sáng, cái nhà gì phát sáng gì, cái gì đó, cái quan cái gì đó, cái đậu má tự nhiên quên quên bạn cái đó rồi, cái hải đăng đúng rồi, bắt một cái hải đăng nóng lên bàn Emilia, mũi tên. Hỏi xin lỗi anh em, nhưng mà cái trình độ dịch của tôi nó như cái đầu bờ vậy, cho nên là thôi chúng ta bỏ qua đi. Anh em nghe tôi dịch nãy giờ là anh em hiểu đúng không, dịch thơ mà nó dịch ra vậy là hiểu rồi. Không, cái đó hình như không phải bài thơ. Đảo này một cái đảo hoang hơi bị cháy nha, đem loli ra đây là nó chạy không được đâu. Bây giờ mấy anh cha kia là nhốt dưới tàu hầm đúng không? À, tôi sẽ mua quyền hòn đảo tôi nhốt, nó không chạy ra ngoài được đâu. Xong tôi sẽ thả một con Gyarados ở ngoài đây để mà lỡ đứa nào mà nó ui Okawi baby. Cho nó từ từ, khoan, nó chuyện cũ chứ nha, từ từ nha. Lỡ đứa nào mà nó làm thuyền nó chạy á thì tôi có thể cho Gyarados nó lên nó quất được. Một con Kaogi baby rất là cool tiền. Chào em. À không, chào bé nha. Nghe nó hơi ấm dầu đi. Rồi xong, được luôn. Ngon. Quá ngon.